người tuyệt đối không nên ăn tỏi sống. Hầu như ai cũng có thể ăn tỏi, tuy nhiên, có thể bạn chưa biết, có một số người không nên ăn tỏi sống sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Tỏi là một loại thực vật gia vị được sử dụng hàng ngày trong đời sống. Không thể phủ nhận hương vị kích thích vị giác và tác dụng phòng chống nhiều bệnh tật từ tỏi. 1. Ăn tỏi sống sẽ tích lũy allicin. Sở dĩ tỏi có tác dụng phòng ngừa ung thư là do trong nó có một chất diệt khuẩn tự nhiên có tên gọi là allicin. Hơi cay mà chúng ta ngửi thấy chính là do allicin sinh ra. Allicin, cho dù đã làm loãng 100.000 lần thì nó vẫn có khả năng tiêu diệt các độc bệnh như paratyphoid fever, shigella trong chớp mắt. Đặc biệt, có thể giết chết khuẩn Helicobacter pylori, nguyên tố chủ yếu gây ra ung thư dạ dày. Khi qua xào nấu, một lượng lớn allicin trong tỏi sẽ bị thất thoát hoặc phân giải do nhiệt, làm giảm thấp công hiệu bảo vệ sức khỏe của tỏi. Vì vậy, tỏi luôn được khuyến khích nên ăn sống, hoặc nếu không thể chịu được vị cay nồng của tỏi. Lúc gần tắt bếp, hãy cho tỏi vào món ăn để mùi vị dễ chịu hơn. Ngoài ra, món dưa tỏi cũng rất đáng để bạn chuẩn bị cho cả gia đình, vừa kích thích khẩu vị lại vừa giữ được nhiều công dụng trong tỏi. Đặc biệt, nếu nuốt cả tép tỏi thì không thể phát huy được tác dụng của allicin, bởi vì nó cần phải có hai vật chất kết hợp với nhau tạo thành, đó là allicin và alliinase. Vì vậy, khi tép tỏi được đập dập hoặc nghiền nát thì mới sinh ra được allicin. Do đó, nếu ăn món ăn bày sẵn cả tép tỏi thì khuyến khích bạn nên nhai kỹ trong lúc ăn. Như thế sẽ càng có lợi cho việc tiêu diệt vi khuẩn trong cả khoang miệng. 2. Những người không nên ăn tỏi sống. Tỏi được biết đến với công hiệu ngăn ngừa được những bệnh tật như phổi kết hạch, ung thư, cao huyết áp, xơ cứng động mạch, bệnh tim. Tuy nhiên, nếu bạn thuộc 5 nhóm đối tượng sau đây thì không nên ăn tỏi sống. Người bị bệnh về mắt. Người xưa có câu, tỏi trị bách bệnh, ngoại trừ mắt. Ăn tỏi lâu ngày thật sự có hại cho mắt. Theo nghiên cứu, vị của tỏi là cay nhất, nó có thể thấu lên cả mắt và gây ra tổn thương. Vì vậy, người đang có bệnh về mắt nên hạn chế ăn tỏi, nhất là tỏi sống. Ngoài ra, những thực phẩm cay khác cũng nên kiêng. Người bị nhiệt và suy nhược. Ăn nhiều tỏi sẽ làm hao tổn khí và huyết của mỗi người. Theo quyển Bản thảo Tòng Tân có ghi chép, tỏi cay nóng, có độc, sinh viêm, động hỏa, tán khí hao huyết. Người bị nhiệt và suy nhược không nên ăn. Do đó, nếu bạn thuộc nhóm đối tượng sức khỏe kém, khí huyết suy nhược, thì nên thận trọng khi ăn tỏi. Người bị bệnh gan. Rất nhiều người ăn tỏi như một cách phòng ngừa bệnh viêm gan. Thậm chí, có người đang mắc bệnh viêm gan, vẫn ăn tỏi hàng ngày. Quan niệm này là lợi bất cập hại. Trong quyển Bản thảo Cương mục có ghi, tỏi ăn lâu ngày hại gan, hại mắt, tỏi tính nhiệt, trợ hỏa, vị cay, tính kích thích mạnh. Người trong gan có hỏa, nếu ăn tỏi sẽ tăng cường tính hỏa, lâu ngày dẫn đến tác hại. Người bị đi ngoài. Tính kích thích của tỏi sống càng mạnh hơn khi qua chế biến. Bình thường, nếu ăn một lượng thích hợp, có thể thúc đẩy tiêu hóa. Nhưng với người bị viêm ruột, đi ngoài mà ăn tỏi có thể khiến niêm mạc đường ruột bị sung huyết, bệnh nặng thêm. Người bị bệnh nặng. Tỏi tuy nhiều công dụng nhưng cũng được xếp vào nhóm kích thích phát bệnh tật. Nó sẽ làm một số bệnh tật dễ dàng phát bệnh và tăng nặng hơn. Vì vậy, đối với người đang có bệnh nặng hoặc đang dùng thuốc, nếu ăn tỏi rất có thể sẽ gây tác dụng phụ. Tỏi có thể làm bệnh cũ tái phát hoặc làm mất công hiệu của thuốc, phản ứng dây chuyền với thuốc, ảnh hưởng đến sức khỏe.